Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Latter Z. Mình là Review và bên cạnh mình đây là anh Hoàng Vô Lại. Thế thì hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục đồng hành ở số hỏi đáp số thứ 19. Và nếu anh em có những cái băn khoăn hay những câu hỏi gì thì có thể comment dưới phần bình luận. Bọn mình sẽ tổng hợp và trả lời ở những cái số hỏi đáp tiếp theo, số hỏi đáp thứ 20, 21. Và bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu đi vào những câu hỏi đầu tiên luôn để tránh làm mất thời gian các bạn nhé. Câu hỏi số 1 của bạn Huy Ngọc. Cho em hỏi laptop Asus TOF Ryzen 7 4800H sử dụng ngành tự động hóa được không ạ? Hay nên chọn laptop nào trong cùng tầm giá đó? Đáng là có ông Minh đây, gọi Minh trả lời có lẽ là hợp lý. Rồi, anh gọi Minh. Thôi, thế thì câu trả lời này thì mình cũng sẽ trả lời được là nếu các bạn có thể lựa chọn máy chạm thì mình vẫn khuyến cáo là chọn máy chạm. Nhưng với mình thì mình thấy là nếu các bạn cần hiệu năng tốt để chơi game, học ít, chơi game nhiều thì chúng ta chọn được A15. Và trong tầm tiền này, ở trong phân khúc này chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Chúng ta có ROG Strix G512, chúng ta có Lenovo Legion 5, chúng ta có Acer Nitro 5 đều đáp ứng được rất tốt các nhu cầu các bạn cần. Học tự động hóa nó cũng không cần cấu hình quá là cao nhưng mà nó cần cấu hình phải mạnh một chút. Ok, đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Huy Ngọc. Câu hỏi số 2 đến từ một bạn có một cái rank rất là cao thủ đồng TV. Cho em hỏi là G531i7 9750H GTX1650 có cần được AutoCAD và vẽ kỹ thuật và sử dụng trong 4-5 năm nữa được không? 4-5 năm nữa thì mình nghĩ là 4-5 năm nữa ở trong đại học. Còn nếu bạn đi làm rồi thì mình vẫn khuyến cáo là sử dụng máy chạm. G531 có cấu hình này thì mình nghĩ là hoàn toàn đáp ứng được với nhu cầu là vẽ AutoCAD và vẽ kỹ thuật. Còn ra ngoài đi làm chúng ta nên chọn máy chạm. Ở trong tầm tiền chúng ta có 7510 và 5510 của Dell hoặc là HP ZBook Studio G3 của HP. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn cao thủ đồng. Câu hỏi thứ ba của bạn gamer Ryuzu. Asus TOF A15 Ryzen 7 CAC 1650T chơi được Cyberpunk 2077 không ạ? Câu này thì ra là anh biết này. Thế nhưng mà để cho chi tiết hơn thì một người chơi rất nhiều Cyberpunk như Duy thì có lẽ là sẽ ok hơn. Với Duy. Như các bạn đã thấy ở có trên channel Laptop Z đã có video test game này rồi. Thì với cấu hình này thì mình nghĩ là lắp thêm 16GB RAM. Anh Hoàng chơi nhiều game bây giờ cũng phải cần đến 16GB RAM nhỉ? Thật ra thì Cyberpunk anh thấy là với những cấu hình như những chiếc máy ví dụ như của bạn đưa ra gợi ý là Asus TOF A15 thì nó chỉ ăn vào khoảng 12GB thôi để ý. Với những setting mà mình tinh giảm xuống khoảng medium, texture mình để cao hơn. Nhưng mà mình vẫn phải lắp 16 đúng không? Đúng, thì tất nhiên là mình phải lắp 16 rồi. Thì vẫn sẽ chơi được ở mức setting very low. Nhưng bạn Hoàng có thể để texture lên là medium hay là high cũng được. Đều được. Còn mấy cái tinh chỉnh như là khử răng cưa hay là render scale thì chắc là nên đụng vào. Nhưng mà theo anh thì vẫn nên bật cái vi sinh lên bởi vì là nó sẽ chống xé hình và chống bị tụt FPS mà tốc độ khung hình nó ổn định nhất thì theo anh là như vậy. Và đó là câu trả lời của chúng mình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4 của bạn Nguyễn Lương Đức. Trong khi hỏi MSI giờ bản lề đã ổn chưa, mình định lấy Model 14 i5 MX450 mà bị ám ảnh vụn bản lề quá. Câu này cũng rất nhiều anh em thắc mắc rồi. Thì câu trả lời của mình nhá là với MSI GL thì những cái dòng sản phẩm GL nhá thì nó sẽ được cải thiện tốt hơn rồi. Hay những cái dòng sản phẩm khác như là GT, GS ở trên phân khúc cao thì họ đã cải thiện rồi. Còn dòng GF thì vẫn có nhiều người họ có báo cáo là bản lề vẫn chưa được tốt. Hay là dòng Modern ở Việt Nam thì mình chưa thấy được nhiều người họ có là quá phàn nàn. Nhưng ở trên Reddit thì mình tìm hiểu là có một vài người họ phàn nàn là cái bản lề của bản Modern nó cũng đã bị gãy rồi. Thế nên là cái này thì mình nghĩ là bạn nên ra cửa hàng trực tiếp trải nghiệm và sau đó các bạn sử dụng. Với mình thì mình sẽ khuyên cùng anh Hoàng như mình đã khuyên rồi là mở bản lề chính giữa ấy. Thì sẽ cho được cái bản lề có gầm ở nó chắc chắn nhất mà cái tuổi thọ nó tốt nhất. Bản lề nào cũng thế nhá, bản lề loại đơn như là con HP này nó cũng tương tự như vậy. Đó là câu trả lời mình cho câu hỏi của bạn Lương Nguyễn Đức. Câu hỏi thứ 5 của bạn Châu Thành. Giữa Legion 5 Ryzen 5 1650T màn 120Hz và Legion 5 5P Ryzen 5 1650T bản 144Hz khi chơi game hiệu năng con nào hơn ạ? Và chúc mừng bạn đã đặt câu hỏi cho một ông thần Ryzen 5 ở đây. Đây, mình là một người đã trải nghiệm Legion 5 và 5P gần như là sớm nhất tại thị trường Việt Nam. Thì với cá nhân mình thấy là cả hai mẫu máy này có mainboard hay là tản nhiệt không khác gì nhau cả. Tất cả mọi thứ đều giống nhau từ vỏ máy cho đến là nếu mà cấu hình có tương đương nhau đi thì tản nhiệt giống nhau, thế nên là hiệu năng của hai máy này là giống hệt nhau. Nhưng mà trong 5P chúng ta có vài điểm lưu ý như sau. Đầu tiên là 5P sẽ không có webcam để bạn sử dụng. Thứ hai là 5P này sẽ có màn hình 144Hz như là bạn đã hỏi trên. Thì màn 144Hz này sẽ có phổ màu đẹp hơn, sẽ có tần số quét nhỉnh hơn một chút và sẽ có độ sáng nhỉnh hơn là khoảng hơn 30 nits thì nó cũng sáng hơn. Nói chung là với 5P với cấu hình này thì mình nghĩ là nên chọn 5P hơn vì màn hình nó sẽ đẹp hơn và hiệu năng thì tương đương nhau. Ok. Câu hỏi thứ 6 của bạn Đinh Văn Khải. Anh cho em hỏi MSI Bravo 15 có dùng được để học AutoCAD và chơi game như LOL hay là giả lập BlueStacks được trong 4-5 năm không ạ? LOL giả lập BlueStacks AutoCAD thì mình nghĩ Bravo 15 vẫn sẽ làm được và thậm chí là cả đồ họa RX của RX 5300 của Bravo còn làm tốt so với cả GTX hơn.
Nhưng mà với các công việc AutoCAD, Revit giả lập mà các bạn sử dụng nhiều trong một thời gian dài thì chúng ta nên lựa chọn máy chạm, vẫn là cái sự khuyên rủ của mình để bạn có được cái độ bền tốt nhất. Nhưng mà nếu bạn chơi game nữa thì chắc cũng phải nên chọn Bravo 15 là hợp lý. Máy vừa mát đúng không? Vừa mát và còn hỗ trợ AMD Smart Ship để tăng những phần hiệu trăm năng. Hiệu năng để chơi game làm họa đã rất là tốt. Nói chung là 4-5 năm thì mình nghĩ là tương đối đủ để sử dụng nếu bạn giữ gìn và vệ sinh máy thường xuyên. Câu hỏi thứ 7 từ đoạn Nam Phạm. Chúc hai bạn sức khỏe và chúc bạn thành công. Để tiền bộ bài này. Xem chủ nhiều rồi giờ mới comment. Mình đang phân vân giữa MSI GE75 Rider i9-10980HK, các RTX 2070 Super và Triton 500 i7-9750H, các RTX 2080 thì nên lấy con nào ạ? Mong lên số hỏi đáp vào cuối tuần này ạ. Và chúc mừng bạn, câu hỏi của bạn mang một cái tính mà rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền đã được lên kênh rồi. Và xin mời Di trả lời câu hỏi của bạn. Mình chưa được trải nghiệm thực tế cả hai mẫu, nhưng mà mình cũng đã sờ qua những cái mẫu sản phẩm trước đây của cả GE và cả Triton rồi. Thì mình thấy là Triton 500 thì rất đẹp. Cấu hình của chiếc Triton 500 này mình nghĩ là cũng tương đối phù hợp chơi game, tại vì nó tích 2080 nó cũng rất là mạnh. Nhưng mà khả năng là 2080 mắc kill, chứ mắc kill. Nếu mà bản full thì chắc là không tản nhiệt nổi. Còn GE75 thì nó thiên về sự cục xúc hơn. Thì mình nghĩ là với i9-10980HK ấy, thì hiệu năng sẽ cao. 2070 thì hiệu năng sẽ thua 2080. Mặc dù là 2070 Super nó cũng mạnh nhưng mà nó cũng thua. Nếu bạn chơi game nhiều thì mình nghĩ là vẫn nên lấy GE75, tại vì là máy nhìn nó cục xúc hơn, tản nhiệt nó khỏe hơn. Với cũng có nhiều điều hay. Trong khi Triton 500 sẽ có một chiếc máy có tính di động tốt hơn và thiết kế mình nghĩ là nhìn nó cũng đẹp hơn GE75, nó đỡ cục xúc. Và với cá nhân mình thì mình sẽ chọn GE75 vì mình thích những chiếc máy mà cục xúc, tại vì là một tầm tiền cao thì mình thích mấy cái máy nhìn cục xúc và nhìn nó khác biệt hẳn ấy. Mặc dù Triton 500 rất đẹp nhưng mà mình không có tiền nên mình không được chọn. Và với cái lựa chọn như của bạn như vậy, mặc dù là có thể mình biết là các bạn đưa ra một mức cấu hình nó phải cực cao rồi, nhưng chắc chắn là nhu cầu bạn là chơi game. Thì với mình thì bản thân mình cũng sẽ chọn chiếc GE75 Rider, bởi vì nhìn đầu tiên là con chip rồi, i9 lại còn đầu HK nữa, boot lên gọi là thoải mái chơi game bắc ping luôn. Trong khi con i9-9750H của Triton thì nó lại hơi phèn. Đúng rồi, là... với tầm tiền đấy thì 9750H nó có gì đấy nó hơi đuối một chút so với cái tầm tiền đó. Mặc dù 2080 thì mạnh. Nói chung là với nhu cầu này thì GE75 vẫn sẽ là sự lựa chọn của mình. Ta để chai hát ấy. Và cánh hòa và để ok. Câu hỏi thứ 8 của bạn Tú Cương Trần. Cho câu hỏi giữa chiếc Zephyrus G15 Ryzen 7 4800HS, các GTX 2060 Mark-Q và Lenovo Legion 5 Ryzen 7 1660T màn hình 144Hz thì nên chọn chiếc nào hơn? Vì mình thấy chiếc G15 khá mỏng nhẹ nhưng không biết màn hình đủ để làm đồ họa không? G15 thì mình cũng sắp sớm sẽ có một bài review đánh giá em G15 này thôi. Nhưng mà G15 có một nhược điểm là mình đã đo qua bằng SpiderX thì mình thấy nó khoảng 63% sRGB. Còn so với màn hình của Legion 5 thì nó thua khá nhiều. Về tính di động thì mình sẽ đánh giá cao chiếc G15 hơn. Nhưng mà nếu bạn quan trọng cái việc làm đồ họa hơn bao giờ hết và cần một phổ màu xuất sắc thì Legion 5 mới là một sự lựa chọn mà đáng để cân nhắc nhất. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Tú Cương Trần. Câu hỏi thứ 9 của bạn Dũng Nguyễn. Anh ơi tư vấn giúp mình. Mình nên mua MacBook M1 để làm đồ họa Photoshop, edit video không hay chọn sang các dòng khác? Được, cũng rất được làm khác, tại vì là lợi thế của MacBook M1 hay các dòng MacBook là màn đẹp, trừ MacBook Air đời trước ra. Thì màn rất đẹp, 10 bit màu, chỉnh sửa ảnh Photoshop Lightroom rất hợp lý, kể cả in ấn luôn. Nhưng mà có một vấn đề là các cái app hiện tại mà đang chạy qua trình giả lập Rosetta 2 hay là Adobe Premiere Pro với những cái phần mềm Windows ấy thì là không chưa hỗ trợ, không phải chưa hỗ trợ mà chưa được hỗ trợ hoàn toàn 100%. Có nhiều những cái tính năng hay nhiều những cái như là xuất video mà đúng bitrate ấy, nó vẫn chưa xuất được đúng. Đấy, nó đang có một vài vấn đề về cái tính năng của các phần mềm của hộ Adobe chẳng hạn. Thì nếu bạn dùng Adobe ấy, thì cần phải lưu ý trước, chờ một thời gian nữa thì hãy mua. Còn với những phần mềm khác như là Final Cut AI hay là Photoshop Lightroom, phệt luôn, thoải mái, không có vấn đề gì. Ok, đó câu trả lời mình, M1 nên mua. Câu hỏi thứ 10 của bạn Hải Nguyễn. Cho mình hỏi giữa HP Envy X360 Ryzen 5 4500U, Acer Swift 5 2020 Intel Zen 11, ZenBook UX 434 Intel Zen 10 thì nên chọn chiếc nào trong tầm giá 23 triệu, mục đích giải trí, chỉnh sửa ảnh và chỉnh sửa clip HD Premiere? Nếu là mình thì với 23 triệu mình chọn luôn UX 435 i5 đời 11 luôn, chả lý do gì chọn đời cũ của ZenBook cả. Ngoài ra thì trong tầm tiền 23 triệu thì tầm 20 triệu thôi cũng có một con nữa rất là kinh là con ZenBook Q4 7 EQ, con mà anh em mình làm review, thì có Ryzen 5 đời 4U, đời Ryzen 5 4500U 656 luồng mới tạc rời mới 350 để edit video nó cũng tiện hơn. Và thậm chí là nếu mà giải trí chơi game chỉnh ảnh thì cái ZenBook nó vẫn rất là vô tư. Và với 19 triệu nha, mình có thể tiết kiệm được khoảng 4 triệu
23 trừ 19 là 4 triệu. 4 triệu mua được màn rời này, mua được cái ổ cứng ngoài này, mua lắp được cái SSD này, rất là nhiều thứ. Mua thêm được một cái túi Dior được nữa, bởi vì là con Q47Q nó rất là gọn. Túi Dior 3 triệu. Okay, đó là câu trả lời của mình, của bạn Hải Nguyễn. Thì mình nghĩ là mình sẽ chọn UX435 i5 đời 1, còn nếu mình không ngại hàng sách tay nhá thì mình sẽ chọn Q107iQ Ryzen 5 1X350. Ok. Câu hỏi thứ 11 của một cái tên rất quen thuộc là bạn Xuân Phát Nguyễn. Cho em hỏi là Asus VivoBook S433 chip i5 thế hệ 11, cả Intel Iris Xe thì có chơi được game eSports với các tựa game offline của mình vừa như là Shadow ở Tomb Raider không ạ? Nếu không được thì hai anh có thể tư vấn mẫu máy nào dưới 20 triệu chơi game kiểu Ultra Book được không? Em cảm ơn. Câu này hay này. Câu này lại giống, lại có một câu trả lời giống rồi. Đầu tiên là Iris Xe mạnh. Đúng, mạnh thật. Nếu mà là lắp đua channel RAM thì mạnh và chơi được những game eSports chơi được. Và những game offline thì cũng chơi ở mức gọi là chơi được, không phải là khó xuất sắc nhưng chơi được. Nhưng mà nói chung là laptop gaming họ sản xuất ra làm sao mà ế được. Laptop Ultrabook thì nó cũng chỉ có công việc của nó là làm những công việc nhẹ nhàng đơn giản thôi. Chơi được nhá, nhưng mà không khuyến cáo nên chơi. Ở trong tập tiền này, nếu bạn muốn Ultrabook 20 triệu thì mình lại tư vấn cho bạn con Zenbook Q107iQ, tại vì là nó phù hợp với nhu cầu bạn nhất. Với cả cái phân khúc của dòng sản phẩm Zenbook nó cao hơn. Còn VivoBook, chúng ta có màn hình đẹp hơn, chúng ta có MX350, chúng ta có Ryzen 5 còn mạnh hơn. Chúng ta có tất cả mọi thứ đều tốt hơn của con Zenbook Q47iQ. Chỉ trừ là con Zenbook Q47iQ là sách tay thôi. Đó là điểm duy nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Sách tay vẫn được bảo hành bình thường mà không sao cả. Câu hỏi thứ 12. Câu hỏi thứ 12 của bạn có tên là Hu Hu. Anh ơi, chiếc TOF A15 Ryzen 7 650T RAM 8GB em chỉ dùng để chơi game, cũng có vài con game nặng. Em cũng muốn sử dụng để học tập và thiết kế như video edit hoặc là chỉnh sửa ảnh, hoặc học về thiết kế nội thất, có khi là livestream chủ yếu là trên Discord. Em xài 6-7 giờ một ngày, có lúc để treo máy thì có ổn không anh? Em tính dùng trong 4-6 năm. Bạn chỉ dùng để chơi game nhưng bạn còn chỉ vài một cái thì nó cũng khá là... cái vài cái tác vụ nó hơi tạp nham, nhưng mà nó rất nhiều những cái tác vụ mà nó nặng. Thì với nhu cầu của bạn, và cái đặc biệt nhất mình quan tâm là bạn xài 6-7 tiếng một ngày, nghĩa là treo máy luôn ấy, thì tiêu áp A15 thì sẽ giúp cho anh em nào mà có nhu cầu học tập giải trí ở mức gọi là nhẹ nhàng tình cảm khoảng 2-3-4-5 tiếng thôi. Còn nếu bạn chài hardcore, bạn treo máy như thế thì mình là khuyến cáo bạn sử dụng một dòng sản phẩm cao cấp hơn của Asus là ROG Strix G512, trang bị kem tản nhiệt lỏng này, cùng với đó là tản nhiệt của chiếc máy đó trong thời gian dài sử dụng rất ok và rất mát, tiếng quạt thì êm. Mình sẽ khuyến cáo G512 hơn cho bạn nào có cần một chiếc máy có tính khả năng kẻ kéo tốt trong một thời gian dài hơn. Còn A15 thì giúp cho anh em nào chơi game trải trí nhẹ nhàng, cần một cấu hình mạnh trong tầm tiền để làm những công việc khác. Và với nhu cầu của bạn thì G512 là một sự lựa chọn đáng tốt hơn. Câu hỏi thứ 13 của bạn Thành Bình Phan. Anh ơi, cho em hỏi TOS A15 Ryzen 5 4600H với Asus G512 i5 1300H nên chọn máy nào để em chủ yếu học tập và chơi game, xem phim trong thời gian khoảng 4-5 năm. Nếu còn tập tiền thì có máy nào được hơn thì giới thiệu giúp em. Em cảm ơn và chúc anh thành công ạ. Tập tiền 20 triệu. IdeaPad Gaming 3, AMD, bản Intel cũng được, bản AMD cũng được. Mình nghĩ bản AMD thì sẽ ngon. Còn với nhu cầu học tập chơi game trong thời gian dài thì G531 hay G512 vẫn luôn là sự lựa chọn mình đánh giá cao hơn. Mặc dù cấu hình thua, chắc chắn là cấu hình sẽ thua mấy A15, nhưng mà chơi trong một thời gian dài thì G512 mới là sự lựa chọn. Mặc dù mình rất thích Ryzen nhưng mà phải nói là G512 với G531 hiện tại đang rất là tốt. Tại vì thời gian vẫn sẽ tốt hơn. A15 giúp cho anh em nào giải trí nhẹ nhàng tình cảm thôi. Ok, đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Thanh Bình Phan. Câu hỏi thứ 14 đến từ bạn Nguyễn Đỗ Cao Cường. Hiện tại mình muốn mua laptop để đi làm và chủ yếu dùng Excel và AutoCAD, nhưng mình vẫn muốn làm Photoshop, AI và rất ít khi chơi game. Khi tìm hiểu thì thấy giá hai con khá ưng là Dell Inspiron 5502 i7 Gen 11 và Lenovo Legion 5 cùng tầm giá. Biết là hai con này không liên quan vì phục vụ hai mục đích khác nhau, nhưng mình vẫn mong laptop AZ giải đáp ạ. Em cảm ơn và chúc kênh thành công trong năm 2021. Nếu nhu cầu nhá, còn AutoCAD thì lại có một vấn đề như là nếu nhu cầu bạn là làm AutoCAD 2D này, xong rồi làm ít AutoCAD để làm nhẹ nhàng tình cảm thôi, thì mình nghĩ là Dell Inspiron 5520 vẫn là 5502 i7 Gen 11 là một sự lựa chọn rất ngon. Nhưng mà lại có một vấn đề là AutoCAD nó không chỉ 2D mà còn 3D nữa. Anh em nào mà làm 3D thì cần phải có chiếc máy có cạc rời hơn, nhiều RAM, có khả năng cấp dài trong một thời gian dài sử dụng, thì Legion 5 mới là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Còn với cá nhân mình nhá, mình nghĩ là có thể nhu cầu hiện tại đi làm bây giờ nó chưa nhiều, về sau mình làm nó nhiều chẳng hạn, thì chọn một chiếc máy có cấu hình dư giả vẫn sẽ tốt hơn. Vì cá nhân mình sẽ chọn Legion 5. Còn với nhu cầu bạn, bạn phải tùy xem là cái mức độ làm việc của bạn là như nào. Nếu làm nhẹ nhàng thì bạn sẽ chọn được Dell.
Các bạn làm nặng hơn một chút thì có thể chọn Legend nhá. Ok, đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi của bạn Nguyễn Đỗ Cao Cường. Câu hỏi thứ 15 đến từ bạn Thanh Bình. Mình cần một laptop dưới 20 triệu sử dụng trong vòng 3-4 năm tới để train model deep learning. Mình chỉ có dùng MATLAB, mình có chơi CSGO và FIFA Online 4. Ok, 20 triệu 3-4 năm thì trong tầm tiền này có HP Pavilion này, Acer Nitro 5, Acer Nitro 5, Adia Pack Gaming 3 là ba sự lựa chọn đang hot pick nhất tại điểm nào. Ngoài ra còn có Asus F15 nữa. Nhưng với cá nhân mình sẽ chọn iPad Gaming 3. Và có một cái ý nữa trong câu hỏi bạn là bạn dùng để train model learning, deep learning. Thì mình khuyên các bạn là dùng PC, tại vì là laptop mà muốn train model deep learning nó rất là nặng. Không phải code, không phải là làm ngày 1, ngày 2, không phải là làm 1, 2 giờ mà phải làm cả ngày, thậm chí làm cả tuần và phải kéo một thời gian rất là dài. Và không, mình nghĩ không nhiều laptop nào mà sử dụng trong thời gian dài thế mà có độ bền tốt cả. Mặc dù bọn mình bán laptop nhưng mà bọn mình vẫn phải tư vấn một cách chân thật. Với cả cấu hình của laptop PC trong tầm 20 triệu mai giá đáp ứng được rất là tốt. Còn nếu laptop ấy, thì rất là ít máy nào có thể đáp ứng được. Phải cỡ khoảng 3060, 3070 trở lên thì mới đáp ứng được. Hoặc theo anh cũng hiểu là hình như deep learning người ta thậm chí còn dùng cả những cái cỗ máy chạm rồi những cái, đúng, cái máy nó rất là to. Rất là nhiều máy cần tính toán và trong thời gian dài sử dụng mà nó phải ổn định ấy. Thì mình nghĩ là deep learning, những cái công việc AI, machine learning đấy thì nên PC hoặc dùng máy chạm cao cấp thì mới có thể đáp ứng được. Đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi bạn Thanh Bình. Câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Phạm Ngọc, câu này hay này. Dùng thêm đế tản nhiệt cho G512 thì có mát cho CPU và GPU hơn không ạ? Thì không biết duy như nào nhưng mà cái câu này anh thấy khá nhiều bạn hỏi và bản thân anh cũng đã trải nghiệm rồi. Thì với những cái đế tản nhiệt ấy thì không phải là để cho cái CPU hay là GPU nó mát hơn đâu. Qua tản nhiệt đôi khi nó sẽ làm mát cho toàn bộ cái máy của chúng ta, thế nhưng mà có những vị trí như là pin hay là một số những cái chỗ như kiểu chiếu nghỉ tay này thì quạt nó sẽ không tới được. Thì cái nhiệm vụ của cái quạt đế tản nhiệt này thì nó sẽ giải tỏa hết tất cả, phân tán đều cái nhiệt độ để của trên laptop về phía ra bên ngoài để cho máy không bị om nhiệt ở bên trong cái hệ thống trong máy, đúng không? Thế đó là cái... Duy có cái những cái ý kiến nào nữa không về cái lúc đầu em dùng cái đấy tản nhiệt em chả thấy mát gì cả, nên em vẫn luôn em không có dùng nữa. Nhưng mà về sau em đi tìm hiểu ở nhiều nơi thì em thấy là thì cái quạt này nó sẽ thổi phần dưới đáy máy, nó giúp cho máy nó tỏa nhiệt đều các nơi để giúp cho nó không bị om nhiệt một chỗ, cũng là một cách khá hay để cho anh em nào muốn có một chiếc máy hoạt động mát trong một thời gian dài. Nó không mát CPU và card đồ họa đâu, nhưng nó sẽ mát các linh kiện khác ở bên trong. Đó là câu trả lời của bọn mình của câu hỏi của bạn Phạm Ngọc. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và nếu các bạn có những băn khoăn hay những câu hỏi gì có thể comment dưới phần bình luận nha, để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời trong những video hỏi đáp tiếp theo. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu laptop gaming thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop Z với mã giảm giá Z300, đặc biệt là em HP Pavilion đang có ở đây. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Duy View và mình là Hoàng Bầu. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.